hai kênh của mình. Thì hôm nay mình cũng sẽ làm một cái vlog về một ngày, một buổi đi diễn của mọi người như thế nào. Mọi người coi nghe. Rồi, người đầu tiên, các bạn sẽ thấy là cách mà mời mọc người ta đi diễn như thế nào. Tôi giới thiệu với mọi người đó là Tài, chủ quán của Flat White. Đây là còn những người thành viên còn lại mà không biết có diễn hay không. Dây nè, hai đầu luôn. Phải giật hai đầu. Thấy là nó là một sợi dây nguyên chứ không phải là cái dây này đâu. Có nó hay hơn nữa là nó sẽ biến thành cá lá của bạn luôn. Bạn có thể cầm cái da lại lần nữa. Mình sẽ mọi người để ở đây giúp mình, nó tập trung giúp mình luôn. Mình sẽ vô đây lên ơi. Tại sẽ không được cái chữ lá. Ở đây đúng không? Rồi. Bạn nhớ kỹ cái chữ ở đây giúp mình. Chữ đầu tiên thôi. Đó là thôi. Các bạn nhớ. Đó rồi đúng không? Cảm ơn người ở đây giúp mình nha. Nhớ lại cái chữ hồi nãy. Cái đầu tiên mình muốn nghĩ là nó có bao nhiêu. Bạn không cần phải nói nha, bạn không cần phải nói nha, chỉ cần nghĩ trong đầu thôi. Thôi, cảm ơn bạn đã cho mình một thông tin bất ngờ nha. Trời ơi, lát đi cà phê sau nghe. Ok, cảm ơn mọi người, chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ. Một cái ngày ròng rã mệt mỏi thì bây giờ là tới tiết mục cà phê, cà pháo. Thấy sao Hoàng? Nóng quá anh ơi, nóng vãi luôn các bạn. Oh man, nóng cãi mỡ. Thôi gặp các bạn bên phá đi. Tomorrow. Ok, mà chào các bạn. Thì mình làm mình làm tiếp cái phần vlog hôm qua. Tại hôm qua thì luôn bu quá, mấy anh em lo ham chơi quá cho nên là quên làm cái phần sau. Nên là mình sẽ quay bù lại đoạn hôm nay. Cách là tại hôm nay cũng được nghỉ lễ cho nên là làm luôn. Thì hôm qua thì không biết là mọi người xem cái clip của mình cảm thấy thế nào. Có gì thì hãy cho mình một tí bình luận để mình viết. Và mình mọi người có cảm thấy thú vị với những cái vlog giống vậy hay không. Thì sau này mình sẽ làm nhiều hơn. Bây giờ phỏng vấn sơ mọi người đi. Đây là thằng em mà hay đi với mình đó. Và mình gặp thằng Bu này là chắc cũng khoảng 4-5 năm hả em? 4 năm trước. Ok, bây giờ cùng phỏng vấn Hoàng nhỏ. Yo. Chào em. Okay, chào. Sau thời gian mà đi hàng thuyên chung với anh thì em cảm thấy nó giúp ích được gì cho em không? Giúp ích hả? Có, là giúp em về rồi về cái quan trọng nhất là giúp về cái nói chuyện với khán giả, cách nói chuyện với giao tiếp với khán giả. Rồi một phần nữa là nó là giúp mình làm quen được với cái môi trường diễn. Ok, cái đó quan trọng nhất thì đúng rồi. Thì cũng giống như mình cũng nghĩ vậy, tại vì thật ra với mình quan điểm ảo thuật nha là nên đi diễn, bởi vì nếu như mà mọi người tập nhiều quá mà chỉ để ngồi chơi một mình ở nhà thì nó buồn lắm các bạn. Mình nghĩ là mọi người nên đi diễn ở ngoài, mà đặc biệt là diễn cho người lạ chứ đừng diễn cho một gia coi. Lý do tại sao thì sau này mình sẽ làm những cái chia sẻ về cái trải nghiệm của mình trong cái bộ môn này, bởi vì thật ra thì mình đi diễn ngoài thì cũng được tới nay
có chút kinh nghiệm mình cũng muốn chia sẻ lại cho những bạn thích đi diễn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Chắc là mong gặp các bạn ở những cái video sau về chia sẻ của mình. Dạ nghe, chào các bạn. Và nếu như thấy video này thú vị thì nhớ like, share và subscribe cho mình. Thực ra thì mình làm YouTube là để kiếm tiền nữa các bạn. Thực ra thì mình làm YouTube là để kiếm tiền nữa các bạn. Nên là mình không cần sập tâm. Nên các bạn giúp mình nghe. Cảm ơn các bạn nhiều, thương nhiều. Bye bye la, bye đi em. Bye bye.